Sau đây mình sẽ diễn trò bộ bài ma quỷ. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy bộ bài cho khán giả xem một bộ bài bình thường. Chúng ta sẽ cho khán giả xem bộ bài bình thường. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ cho khán giả kinh bất kỳ chỗ nào trong bộ bài. Ví dụ khán giả kinh ra như thế này. Mình cho khán giả nhớ một lá. Ví dụ lá này. Sau đó chúng ta cho khán giả để lại lá bài tại vị trí cũ. Cho khán giả cầm bộ bài này để lên trên. Nhiệm vụ của chúng ta búng cái. Lá bài của khán giả sẽ chạy lên đầu. Rồi giờ chúng ta sẽ làm lại cho khán giả xem. Bằng cách chúng ta sẽ kinh bộ bài lại một lần nữa. Cho lá bài của khán giả để lên đây. Hộp lá bài này lên. Lá khán giả vẫn còn nằm đây. Chúng ta bóp nhẹ lá bài xuống. Lắc. Lá bài vẫn chạy lên đầu. Tất nhiên trong bộ bài này chỉ có một con chì thôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ diễn một cách khác. Bây giờ chúng ta sẽ kinh ra làm ba tụ. Ở đây có tụ số 1, số 2 và số 3. Mình sẽ cho khán giả chọn tụ nào. Có nghĩa là khán giả thích tụ nào mình sẽ lấy tụ đó lên. Ví dụ khán giả chọn tụ số 3 hay tụ số 2, tụ số 1. Bất kỳ kẻ tụ nào cũng được. Thông thường khán giả hay chọn tụ số 2. Ví dụ ở đây khán giả chọn tụ số 2. Mình sẽ lấy tụ số 2 lên. Lắc một cái. Lá xì của khán giả nó sẽ nằm đây. Rồi bây giờ sau khi lá xì của khán giả nằm đây, chúng ta sẽ cầm lên. Chúng ta sẽ làm cho lá xì này nó biến mất. Bằng cách chúng ta hỏi khán giả thích tụ số 1 hay số 3. Ví dụ khán giả nói tụ số 3, chúng ta cầm lá xì lên. Chúng ta để như thế này. Chúng ta thò vô, móc lá xì lên. Móc tiêu. Sau đó chúng ta lại ập cho lá xì nó chạy qua tụ số 3. Chạy qua đây. Rồi sau khi từ tụ bên đây xong, chúng ta sẽ làm lại một lần nữa cho khán giả coi là cầm móc nó lên. Bỏ qua đây. Nó lại qua tụ số 3. Rồi như vậy là con xì bây giờ nó đã từ tụ số 1 nhảy qua tụ số 2 và chạy qua tụ số 3. Rồi lúc đó khán giả sẽ nghĩ trong đầu mình, tại sao lại có nhiều con xì? Có thể trong bộ bài nó có nhiều con xì. Chúng ta sẽ cho khán giả coi xem một lần nữa. Thì lúc này lá xì đó hoàn toàn biến mất. Rồi lúc này chúng ta sẽ để bộ bài cho khán giả kinh bất kỳ chỗ nào. Ví dụ khán giả sẽ cầm kinh lên, nó sẽ hiện ra một con xì. Lúc đó chúng ta để trên bài, chúng ta tiếp tục kinh lên nữa. Hai con xì, ba con xì. Ở đây có phải hai con xì, chúng ta sẽ kinh lại cho nó ra con xì. Như vậy là bây giờ bộ bài của mình nó có rất là nhiều xì, nó không còn bình thường như ban đầu. Rồi sau khi nó đã bị hiện ra rất là nhiều xì thì khán giả sẽ cảm thấy tại sao bộ bài của mình hồi nãy là bình thường nhiều nhưng bây giờ nó lại có nhiều xì. Chúng ta sẽ rải cái bộ bài ra để cho khán giả thấy là trong bộ bài nó có rất là nhiều xì. Nó trải ra. Trong bộ bài của chúng ta bây giờ đã biến thành 52 con đều là xì hết. Rồi lúc này khán giả sẽ cảm thấy, ủa tại sao bộ bài nó lại biến hết 52 con xì? Khán giả sẽ thấy nó rất là đặc biệt. Tại sao một bài bình thường có thể biến thành 52 con xì? Lúc đó mình sẽ hỏi khán giả là bạn có thấy con xì hay không? Khán giả sẽ trả lời có và rất là nhiều. Lúc này chúng ta sẽ quay lại khán giả, chúng ta sẽ trả lời của khán giả. Bằng cách chúng ta nói, ủa bộ bài mình đâu có con xì nào đâu, còn là bình thường không mà. Không có con xì nào, hoàn toàn không có một con xì nào. Hoàn toàn không có một con xì nào. Lúc đó khán giả sẽ nói, ủa hồi nãy mình mới thấy con xì mà, sao giờ trở lại bình thường rồi? Lúc đó mình sẽ quay qua mình hỏi nhà, ủa nãy bạn thấy gì hả? Con này đúng không? Không phải hả? Đó là chắc con này cũng phải luôn. Hồi nãy bạn thấy con gì? Khán giả sẽ trả lời con xì. Lúc này chúng ta sẽ lấy ra con xì, lấy ra con xì và cuối cùng chúng ta trải ra bàn, hoàn toàn xì hết. Khán giả thấy chỉ có 52 con xì và như vậy là khán giả sẽ không biết được là trong bộ bài tại sao thì lúc thì bình thường, lúc thì xì hết, còn lúc này chúng ta thấy nó đã biến thành xì hết. Tất cả 52 đều là xì. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem.